Kính chào quý vị và các bạn đang xem bản tin cập nhật của VTC Now. Thưa quý vị, mới đây, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông đã trình Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội kết quả phê duyệt phương án kiến trúc của cầu Trần Hưng Đạo bắc qua sông Hồng. Được biết, việc xây dựng cây cầu Trần Hưng Đạo này nằm trong chủ trương xây dựng 18 cây cầu bắc qua sông Hồng theo đồ án quy hoạch chung thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Cây cầu này có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế xã hội của thủ đô trong những năm tới. Theo đó, thì trong bản thiết kế được đưa ra, kiến trúc của cầu Trần Hưng Đạo được mang phong cách cổ điển xứ Đông Dương, kết nối trục cảnh quan đường Trần Hưng Đạo với những công trình kiến trúc kiểu Pháp và bờ Bắc, khu vực phát triển mới Bắc Sông Hồng. Phương án được nhấn mạnh sẽ mang dáng vẻ cổ điển, gợi nhớ về vẻ đẹp cổ kính, với sơ đồ nhịp 102+4x156+102, chiều dài cầu là 828m, bề mặt cầu là 31m với 6 làn xe, mức vốn đầu tư dự kiến gần 9.000 tỷ đồng. Cầu Trần Hưng Đạo, cây cầu BOT đầu tiên bắc qua sông Hồng, không chỉ thu hút sự quan tâm từ dư luận về số tiền đầu tư hay vị trí giao thông quan trọng của nó, mà còn bởi được thiết kế được mang phong cách Đông Dương của chính cây cầu này. Và liên quan đến những tranh luận trái chiều về kiến trúc của cây cầu Trần Hưng Đạo, nhiều ý kiến cho rằng cụm từ kiến trúc xứ Đông Dương, dáng vẻ cổ điển, công trình kiến trúc đặc trưng kiểu Pháp và Đông Dương là những cụm từ mù mờ, không có ý nghĩa về mặt khoa học nói chung và kiến trúc nói riêng. Chia sẻ với báo chí thì một số kiến trúc sư trong nước cũng cho rằng bản thiết kế này có khá nhiều hạt sạn, thậm chí là những lỗi sơ đẳng cần được xem xét lại về phương án xây dựng cầu. Trong đó thì có ý kiến cho rằng cầu thấp thế này thì không đảm bảo lưu thông để những tàu lớn và các phương tiện vận tải thủy đi lại. Và nếu được cầu đường bộ mà không ổn về đường thủy thì dễ xảy ra tình trạng lợi bất cập hại. Hay là phương án xây cầu này hướng tới hiện đại, tương lai hay quay về quá khứ? Và nếu hướng tới tương lai thì lại thấp như vậy, có thể coi đây là do tư vấn thiết kế chưa tính hết chăng? Rất nhiều những ý kiến đang cho rằng những cây cầu như thế này thì thiết kế có vấn đề và cầu Trần Hưng Đạo đang trở thành một từ khóa nóng trên những diễn đàn mạng của Việt Nam. Về vấn đề này thì chúng ta sẽ có thêm những góc nhìn về thiết kế gây tranh cãi của cây cầu Trần Hưng Đạo. Ngay sau đây chúng tôi sẽ kết nối với anh Đoàn Mạnh, sáng lập công ty thiết kế Combo Home. Xin mời trường quay kết nối. Vâng, xin chào anh Đoàn Mạnh ạ. Cảm ơn anh đã nhận lời tham gia chương trình với VTC Now. Thưa anh, liên quan đến cầu Trần Hưng Đạo với kiến trúc xứ Đông Dương, nhìn vào những tấm hình được công bố thì anh thấy bản thiết kế này như thế nào ạ? Có thể là giai đoạn này là giai đoạn giãn cách nên mọi người cũng rảnh hơn, nên mọi người đang quan tâm khá là nhiều đến cái câu chuyện này và dành nhiều thời gian để suy nghĩ hay là nói chuyện về nó. Còn quan điểm xấu đẹp của mỗi người thì tôi thấy mỗi một người sẽ có một ý kiến khác nhau. Có người thấy đẹp, có người thì thấy xấu, vì vậy là bàn bạc cái nội dung đấy nó sẽ không hiệu quả. Nhưng về kiến trúc ấy thì tôi thấy là việc kiến trúc là thể hiện về mặt quan điểm và tâm lý của một cái thời đại nhất định khi làm ra một cái sản phẩm đấy. Ví dụ như là làm ra một cái cầu hay một ngôi nhà hay là một cái phần nào đó thì nó sẽ thể hiện rõ ở phần nguyên vật liệu này, quan điểm sống này, yếu tố văn hóa, yếu tố con người và các quá trình nó đánh giá khá rõ về mặt xã hội hiện tại bây giờ ra sao. Nên mọi người đang lo lắng cái việc cầu Trần Hưng Đạo là Đông Dương theo thiết kế kiểu Đông Dương ở rất nhiều năm trước đấy, nên nó xảy ra xung đột về các câu comment ở trên mạng bây giờ. Vâng, thưa anh, hiện cư dân mạng, trong đó có cả những người có chuyên môn về kiến trúc, đã đưa ra những góp ý, những bình luận trái chiều về kiến trúc của cây cầu Trần Hưng Đạo. Theo anh, những ý kiến này thì có đúng không ạ? Tất nhiên là nó có sự xung đột, bởi vì bây giờ Hà Nội đang mong muốn đến một cái xã hội hiện đại hơn, văn minh hơn. Nhưng khi mình kéo về một cái phong cách là hơi cổ điển thì nó là xung đột giữa mặt thẩm mỹ và định hướng. Nên những cái phần này thì tôi nghĩ rằng những người có, một là chuyên môn là các công ty kiến trúc sư, hai là những người có thẩm quyền như là những người chủ tịch Hà Nội hoặc là những người thẩm quyền phê duyệt, những người chịu trách nhiệm về cái việc đó, nên không thể chiều lòng đến 8 triệu dân Hà Nội để phục vụ cho cái việc là cầu này có đẹp hay không, mà có phù hợp hay không. Nên những người có chuyên môn và có trách nhiệm sẽ phục vụ cái việc đấy cho mọi người.
Theo tôi thì có những ý kiến đúng và ý kiến sai. Mọi người hay nói là kiểu anh hùng bản lĩnh có rất là nhiều, nên vì vậy cái việc mọi người comment và góp ý trên đấy, có những comment tôi đọc thấy là đúng bởi vì mọi người khá là giỏi chuyên môn. Có comment thì mình không mình nên bỏ qua, lý do là họ gần như không có chuyên môn và họ nói lên những cái quan điểm cá nhân của họ trong khi họ chưa hiểu tổng thể của cả định hướng của Hà Nội là như thế nào. Nhưng việc đầu tiên thì Hà Nội đã có rất nhiều cây cầu hiện tại và sắp tới, đấy là điều tốt. Còn góp ý của mọi người trên mạng thì có thể là một phần nhỏ trong đấy thôi, nhưng tôi nghĩ là vẫn nên để có những người có chuyên môn để mọi người tham gia góp ý và đánh giá khách quan, và những người đấy nên là người quyết định hơn là đi tham gia gọi là đi nghe người dân rất nhiều rất nhiều. Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ từ anh Đoàn Mạnh với VTC Now. Thưa quý vị, được biết là phương án thiết kế kiến trúc cầu Trần Hưng Đạo này đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội quyết định lựa chọn do Tổng công ty tư vấn thiết kế giao thông vận tải TEDi đề xuất, và cả ba phương án thì đều được đưa ra tuyển chọn đều do TEDi đề xuất. Trong ba phương án của mình thì TEDi đã đề xuất những cấp có thẩm quyền lựa chọn phương án kiến trúc xứ Đông Dương là phương án 3, với lý do phương án mang dáng vẻ cổ điển, thơ mộng, là sự gợi nhớ về vẻ đẹp cổ kính, những nét xưa cũ, về một xứ sở đầy màu sắc và sinh động mà Hà Nội là thủ phủ, xứ Đông Dương. Trên cơ sở nghiên cứu và đề xuất của TEDi thì có 13 trên 15 thành viên đã nhất trí lựa chọn phương án 3, với tiêu chí là cây cầu có tính chất văn hóa kết nối cảnh quan đường Trần Hưng Đạo với nhiều công trình kiến trúc đặc trưng kiểu Pháp và Đông Dương sang khu vực phát triển hiện đại Bắc Sông Hồng. Đáng chú ý, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã từng có chủ trương giao công ty cổ phần Him Lam nghiên cứu đề xuất dự án xây cầu Trần Hưng Đạo theo hình thức BT. Tuy nhiên, do việc đầu tư theo hình thức BT đã bị bãi bỏ, đồng thời Ủy ban nhân dân thành phố cũng chưa có dự kiến đầu tư dự án bằng nguồn vốn đầu tư công trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 đến 2025, nên công ty cổ phần Him Lam đã đưa ra đề nghị giao lập báo cáo nghiên cứu khả thi đối với dự án cầu Trần Hưng Đạo. Hiện tại thì chúng tôi sẽ tiếp tục kết nối với kiến trúc sư Nguyễn Nga, nổi tiếng với dự án bảo tồn cải tạo cầu Long Biên của Hà Nội, hay còn được gọi là ngôi nhà nghệ thuật. Xin mời trường quay kết nối. Vâng, xin chào bà. Trong chủ trương xây dựng 18 cây cầu bắc qua sông Hồng theo đồ án quy hoạch chung Hà Nội thì có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc phát triển kinh tế xã hội của thủ đô theo hướng hiện đại. Tuy nhiên, dự án xây dựng cầu Trần Hưng Đạo mới đây lại có kiến trúc xứ Đông Dương với dáng vẻ cổ điển, hoài cổ, gợi nhớ, đi ngược với mục tiêu phát triển của thủ đô. Quan điểm của bà về vấn đề này như thế nào ạ? Tôi nhận thấy là rất cái tin rất là hay, là tôi biết là Hà Nội sẽ có rất nhiều cây cầu, 18 cây cầu trên dòng sông Hồng là một điều rất là hay cho cái quy hoạch của giao thông và của thủ đô. Cái cây cầu mới này, cây cầu Trần Hưng Đạo này, đối với tôi nó phải thể hiện được, nó phải đánh dấu được một cái thời điểm của Việt Nam mà cái thời kỳ hội nhập với thế giới, mà trong cái hướng phát triển bền vững và đi song hành với thế giới trong những tiêu chí mới như là phát triển bền vững, như là kiến trúc xanh, như là bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu, như là cái tư tưởng của các lãnh đạo mình nói là một đất nước kiến tạo và một thủ đô nghĩa là văn hiến, cũng như là vào cái thời kỳ công nghệ 4.0 thì cái cầu nó phải thể hiện được tất cả những cái hướng đi của lãnh đạo của mình trong tương lai của Việt Nam của mình, và theo cái hướng hội nhập với thế giới thì nó mới nói lên được cái câu chuyện của Việt Nam mình, thay vì nó quay về một cái gì cũ, một cái tương lai mà cái tương lai rất chẳng có gì là vẻ vang của mình cả. Cái thời kỳ Đông Dương là một cái thời kỳ không phải là chúng ta đáng quay về để mà tôn vinh nó, nhưng mà chúng ta phải hướng tới tương lai. Thì tôi nghĩ là cái cầu mới này là một cái cầu, cái cơ hội để hướng với tương lai, để cho thế giới biết vị thế của Việt Nam và lại vị thế và cái suy nghĩ của lãnh đạo của Việt Nam ngày hôm nay hướng tới tương lai như thế nào để đưa đất nước và dân tộc đi tới. Theo bản thiết kế thì cầu Trần Hưng Đạo được dự tính xây dựng là một cây cầu cứng, kết cấu dầm hộp bê tông cốt thép, giữ ứng lực, cùng với những trụ tháp như cầu dây văng với nhiều chi tiết hoài cổ thì bị cho là rối rắm. Bà có ý kiến sao về vấn đề này ạ?
Đối với tôi đó, tôi đã nhìn cái mô hình thiết kế của cái cầu này và tôi thấy thứ nhất là nó rất xấu, và nó lại gợi nhớ lại một vài cái cầu của châu Âu, của nước ngoài mà nó cũ kỹ, nó mấy trăm năm trước rồi. Tôi nghĩ là chúng ta không nên đi ngược về quá khứ, không đi giật lùi như vậy, và cũng không nên cóp nhái ai cả. Đây là một cái cơ hội, đây là một cái cầu mới, nó là cho ta một cái cơ hội huy hoàng để mà sáng tác, để mà sáng tạo. Thì tôi nghĩ rằng là chúng ta nên sáng tạo một cái cầu nó đáp ứng không chỉ có cái công việc mà giao thông, cái kỹ thuật giao thông, mà nó đáp ứng một cái kỹ thuật của thời đại, và nó phải hướng tới cả tương lai nữa. Tôi nghĩ rằng là cái cầu nó rất là quan trọng, nó nằm ở trong phố cổ, nhưng mà không có nghĩa là chúng ta có được một số căn nhà, một số kiến trúc trong phố cổ thuộc cái thời kỳ Đông Dương mà chúng ta lại xây một cái cầu mới ở thế kỷ 21 này, nó lại mang theo cái kiến trúc Đông Dương, mà nhất là trong cái tiết bản thiết kế nó chẳng có gì là kiến trúc Đông Dương cả, mà nó chỉ là một cái sự nhái, mà nó thiếu cái óc thẩm mỹ. Tôi nghĩ là bên Pháp đó, người ta gọi cây cầu là một cái œuvre d'art, tức là cây cầu nó không chỉ đóng một cái vai trò giao thông không qua cầu, mà nó phải đóng một cái vai trò gọi là nghệ thuật, nó phải là một công trình nghệ thuật. Thì cái cầu Trần Hưng Đạo này nó phải đóng được cái vai trò đó, và tôi nghĩ rằng là ngay cả cái cầu Long Biên, nó là một cái cầu đã xây dựng từ thời Pháp, nó là một cái thời kỳ huy hoàng của kiến trúc Pháp. Khi mà chúng tôi cải tạo lại cái cầu này, không có nghĩa là mình quay trở về lại một cái thời kỳ thuộc địa, mà mình lại phải từ cái kiến trúc, nghĩa là huy hoàng của cái thời sắt thép của Pháp đó, mà mình hướng tới tương lai để nói về cái câu chuyện của một cái thành phố nó đã mang hơn 100 năm. Một cây cầu nó đã là một cái chứng nhân lịch sử cho một cái Hà Nội hòa bình, hội nhập và phát triển. Đó là cái mà ý tưởng mà của trên cái cầu Long Biên. Vậy cái cầu mới trên Hưng Đạo này nó cũng phải đóng một cái vai trò của Việt Nam, Hà Nội văn hiến, và hướng tới tương lai hội nhập với lại thế giới. Chứ nó không nên đóng một cái vai trò đi giật lùi lại và nhái bất cứ một cái cầu nào trên thế giới. Tôi thấy cái chuyện đó nó trở thành một cái chuyện đó buồn cười. Vâng, có một vấn đề nữa mà cũng rất nhiều người quan tâm, đó là tên của cây cầu. Dự kiến lấy tên Sứ Đông Dương cho kiến trúc của một cây cầu hiện đại được xây dựng ở thế kỷ 21. Thì bà có nhận định gì về cái tên được đặt này ạ? Cái tên đó thì tôi thấy là nó là quá tồi. Tại sao ta không đặt luôn là cái tên Trần Đạo, cây cầu Trần Hưng Đạo? Trần Hưng Đạo là một vị tướng mà mình tự hào với họ. Rồi tôi nghĩ là tới khi mà mình đưa ra một cái đề bài cuộc thi quốc tế để cho cả thế giới vào cuộc với cây cầu Trần Hưng Đạo, người ta bắt buộc người ta phải nghiên cứu Trần Hưng Đạo là ai. Để nói lên cây cầu nó mang tên Trần Hưng Đạo nó phải như thế nào. Tuy là nó mang tất cả những cái tiêu chí của một cái thời đại của thế kỷ 21, nhưng mà nó nói lên một cái câu chuyện lịch sử của Việt Nam. Và qua đó chắc chắn là chúng ta có thể mơ ước rằng thế giới biết rằng đất nước Việt Nam là cái đất nước duy nhất mà không để quân Nguyên vào được. Và trong khi đó quân Nguyên đã đi qua tới châu Âu mà không vào được Việt Nam, không thể nào đánh bại được Việt Nam. Đó là một câu chuyện lịch sử. Chúng ta, tôi nghĩ là cây cầu nó nên kể một câu chuyện lịch sử, và nó nên mang hẳn tên Trần Hưng Đạo. Tội gì nó phải mang một cái tên Sứ Đông Dương để làm gì, một cái tên tồi tàn như vậy, một của một cái quá khứ mà chúng ta không phải là có gì tự hào lắm. Vâng, thưa bà, là một kiến trúc sư gốc Việt tại Pháp, thì bà có thể chia sẻ cách mà Pháp hay là nhiều quốc gia khác lựa chọn những thiết kế cho các hạng mục quan trọng mang tính biểu tượng của những thành phố lớn được không ạ? Tôi nghĩ là không chỉ có nói về luật kiến trúc mà thôi, mà chúng ta phải thấy cái lợi ích của cái việc mà mở ra cuộc thi quốc tế. Tức là mở ra một cuộc thi quốc tế nó mang một cái lợi ích rất lớn. Tôi lấy một cái ví dụ bên Pháp đó,
mở ra một cuộc thi quốc tế làm cái bảo tàng Louvre, làm sao mà làm phát triển được một cái bảo tàng mà nó cũ kỹ mà hồi xưa là cái số người nó đến rất ít. Thì khi mà Pháp mở ra một cuộc thi đó thì mở ra thế giới, và một người kiến trúc sư người Mỹ gốc Trung Hoa thì đã thắng cái cuộc thi đó, và ông ta làm một cái kim tự tháp bảo tàng Louvre, cái kim tự tháp bảo tàng Louvre. Lúc đó thì các kiến trúc sư Pháp ở trong một cái điện mà cũ cổ của vua chúa ngày xưa định làm một cái gì nó cũ như thời đó, nhưng mà ông Pei đã làm một cái kim tự tháp, nó giải quyết được những vấn đề rất hay, và nó giải quyết, nó mang được ánh sáng vào trong bảo tàng Louvre, nó mang một cái gì rất là mới và hiện đại, và nó đã làm cho cả thế giới phải đến Pháp là phải đến bảo tàng Louvre, và cả thế giới biết đến nó. Khi mà ta làm một cuộc thi quốc tế thì cũng như ta mang quảng bá cái công trình đó ra thế giới, và cả thế giới và tất cả những người nổi tiếng nhất người ta cũng muốn được để lại dấu ấn trên một cái tác phẩm như thế, và người ta cố gắng làm một cách hay nhất, thì chúng ta là cái cơ hội có. Tôi nghĩ rằng là làm một cuộc thi quốc tế nó có nhiều cái lợi. Cái lợi thứ nhất là cái số tiền để trao giải nó không nhiều, nhưng mà cái số mà đồ án, những ý tưởng là những cái gì kinh khủng quan trọng mà tiền cũng không mua được, nó sẽ đến rất nhiều, và chúng ta có quyền chọn lựa trên những cái ý tưởng rất hay của cả thế giới đó để cho một cái cầu của đất nước Việt Nam, của thủ đô Việt Nam. Tôi nghĩ đó là một cái giải pháp hay nhất, và làm bất cứ một cái gì cũng vậy, có cả thế giới vào cuộc và có cả nhân dân vào cuộc. Khi mà chúng ta trưng cầu dân ý thì chắc chắn chúng ta sẽ có nhiều ý tưởng rất là hay đến từ người dân. Thì tôi nghĩ là cái cuộc thi quốc tế là một cái gì vô cùng quan trọng, nó sẽ mang lại rất nhiều ý tưởng, mà cái quan trọng nhất là nó quảng bá được cái hình ảnh Việt Nam ra thế giới một cách hữu hiệu nhất. Đó là qua cái cuộc thi. Và khi mà trưng cầu dân ý thì có được cái sự ủng hộ của người dân thì cái đó là chắc chắn nó sẽ thành công, thay vì làm một cái dự án trong một cái góc nhỏ với một cái nhóm nhỏ. Thì tôi nghĩ rằng là đây là một cái cơ hội để ta làm một cái marketing, làm một cái quảng bá ra thế giới qua cái công trình kiến trúc của cây cầu này. Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ từ kiến trúc sư Nguyễn Nga. Thưa quý vị, không chỉ những thành tựu, những công trình của Việt Nam nhận được nhiều đánh giá phản hồi, mà trên thế giới thì cũng có nhiều sản phẩm được liệt vào danh sách những thiết kế công trình sai lầm nhất trên thế giới. Và những thiết kế đó đã thực sự gây ra những hậu quả đáng tiếc. Hãy cùng chúng tôi điểm tên ngay sau đây. Chúng ta có thể kể đến cây cầu bắc qua sông Mississippi ở thành phố Minneapolis, Hoa Kỳ, nối với xa lộ 135 với 140.000 phương tiện qua lại hàng ngày đã hoàn toàn sụp đổ và cướp đi sinh mạng của 13 người và làm 145 người khác bị thương vào ngày 1 tháng 8 năm 2007. Do tính toán sai chiều dài của lớp đinh tán, cây cầu đã không thể chịu được trọng tải lớn của những phương tiện qua lại, dẫn đến sụp đổ. Trung tâm City Group tại thành phố New York cao 219 m, được xây dựng vào năm 1970. Do thiếu không gian nên kiến trúc đã quyết định xây trên nhà thờ St. Peter Lutheran với phần đế là những cây cột treo leo. Và ngay từ đầu thì hầu hết mọi người đều thấy rằng thiết kế này tiềm ẩn rất nhiều những nguy cơ, nhưng đội ngũ dự án vẫn cố chấp thực hiện, thậm chí là công trình có thể bị sụp đổ bất ngờ chỉ với một cơn bão lớn đi qua. Tuy nhiên, ngay sau khi thành phố này tiếp thu ý kiến thì đã bí mật chỉnh sửa thiết kế và kỹ thuật của công trình này. Cư dân của thành phố New York đã không thể biết đến sai lầm này cho đến nhiều năm sau khi sửa chữa. Thưa quý vị, có thể thấy trước mỗi phương án thì dự tính được đưa ra đều nhận được những ý kiến đánh giá bình luận. Trên đây là những chia sẻ của các chuyên gia kiến trúc sư xây dựng hàng đầu nổi tiếng trong và quốc tế. Vậy đối với ý kiến của người dân, đặc biệt là những người đang sinh sống và làm việc tại nước ngoài thì sao? Trước những dự định thay đổi diện mạo của đất nước, của quê hương mình, họ có những ý kiến đánh giá như thế nào? Hiện tại thì chúng tôi đã kết nối được với nhà văn, dịch giả Hiệu Constant, một người Việt tại Pháp, để tìm hiểu thêm ý kiến về vấn đề này. Xin mời trường quay kết nối ạ. Phương, xin được cảm ơn bà đã tham dự chương trình ngày hôm nay. Thưa bà, mới đây thì thành phố Hà Nội đã chọn kiến trúc Đông Dương cho cây cầu Trần Hưng Đạo. Dưới góc nhìn văn hóa thì bà thấy sao về lựa chọn này ạ? Vâng,
Dạ vâng, xin chào trường quay của VTC. Nếu như mà bạn hỏi tôi thì về cái vấn đề này thì tôi sẽ đồng ý ngay. Tôi ủng hộ không phải là bởi vì là tôi là người Việt Nam lấy chồng Pháp và hiện tại thì đang sinh sống ở Paris đâu. Tôi sống tại Pháp nhưng mà cũng rất là thường xuyên về Việt Nam và mỗi một lần đi về Việt Nam thì tôi đi rất là nhiều. Thì người dân Việt Nam từ già đến trẻ đều phải thừa nhận sự duyên dáng của những cây cầu như là cầu Long Biên tại Hà Nội này, rồi là cầu Trường Tiền ở Huế và cầu Bình Lợi ở thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra thì cũng như là cầu cầu Hàm Rồng ở Thanh Hóa đó, thì đó là những cái cây cầu lớn mà chúng ta đều biết. Nhưng ngoài ra thì còn có rất là nhiều những cái cây cầu mà cùng với thời gian này và chiến tranh thì đã bị phá hủy, và cũng một phần là chúng ta không có đủ cái kinh phí để trùng tu hàng năm. Nói như vậy để nhấn mạnh rằng là việc chọn kiến trúc Đông Dương cho cái cây cầu ở Trần Hưng Đạo thì theo tôi thì thấy rất là hay, và tôi thực sự hy vọng rằng là cái dự án này sẽ được thực hiện ạ. Vâng, là một người Việt sinh sống nhiều năm tại Pháp và có nhiều hoạt động gắn kết văn hóa, thì bà thấy mối quan hệ ảnh hưởng của văn hóa Pháp đến các kiến trúc của thủ đô Hà Nội như thế nào ạ? Vâng, với trên dưới một thế kỷ đô hộ Việt Nam thì phải nói rằng là văn hóa Pháp đã thâm nhập khá sâu vào đời sống của vài thế hệ người dân Việt Nam, và nhất là ở các thành phố lớn. Và nhất là trong việc quy hoạch kiến trúc đô thị thì như chúng ta đã biết rất là nhiều cái con phố của Hà Nội này, kể cả cái hệ thống cống rãnh này, cái hệ thống điện này thì nhiều nơi tại Hà Nội bây giờ vẫn sử dụng những cái nền tảng mà từ xưa người Pháp để lại, có thể là có chỉnh sửa một chút, thế nhưng mà về cái cơ bản là vẫn vẫn là sơ đồ từ từ thời Pháp. Nếu như bạn quan sát kỹ hơn một chút ấy, thì ngay tại bây giờ các cái công trình của cá nhân hoặc là cũng công sở nhà nước thì hiện nay thì vẫn còn rất là nhiều mang cái dáng dấp của kiến trúc Pháp. Cũng do công việc thì tôi có dịp tiếp xúc nhiều với những cựu chiến binh Pháp xưa kia thì đã ở Đông Dương này, hoặc là những công chức ấy, người Pháp mà đã làm việc ở Đông Dương thì những năm gần đây thì họ có dịp quay lại Hà Nội, thì họ bảo với tôi rằng là cho dù là nhiều người Hà Nội bây giờ nói với họ bằng tiếng Anh, nhưng mà trong tâm hồn của người Việt Nam thì nhất là người Hà Nội thì vẫn có rất là nhiều cái phong cách của văn hóa Pháp. Còn cá nhân tôi thì thấy rằng là văn hóa Pháp thì có ảnh hưởng rất là nhiều đến đến văn hóa hiện đại của người dân Việt Nam, và cái đó là một cái điều đáng mừng. Nhưng mà đương nhiên rồi thì cái gì cũng có hai mặt của nó, nhưng người thông minh thì sẽ biết cách là lựa chọn những cái gì tinh quý kết hợp với những cái gì có thực tế ở ở hiện tại để làm nên một tác phẩm mới, và theo tôi thì đó cũng là một cái sự sáng tạo ạ. Vâng, thưa bà, bên cạnh ý kiến ủng hộ thì cũng có rất nhiều ý kiến cho rằng Việt Nam nên chọn một lối kiến trúc hiện đại và mang đặc trưng văn hóa Việt hơn. Bà thấy sao về ý kiến này ạ? Dạ vâng, những người mà có ý kiến cho rằng là nên chọn một lối kiến trúc hiện đại hay mang đặc trưng của văn hóa Việt thì chắc họ cũng sẽ có lý do của riêng họ, và đây sẽ là việc của những nhà soạn thảo cái dự án về cây cầu này để thuyết phục họ. Còn tôi thì cho rằng là chúng ta đang sống trong một cái thời kỳ mà thế giới phẳng. Trong một giai đoạn thế giới mà có thể trao đổi lẫn nhau, chia sẻ và hòa nhập, việc xây dựng cây cầu theo cái phong cách kiến trúc Pháp ngay tại Việt Nam và có sự tham gia của kiến trúc sư Việt Nam, kỹ sư Việt Nam và những người thợ Việt Nam thì chắc chắn kiểu gì cây cầu đó cũng sẽ mang đầy này hồn cốt Việt này, linh hồn của dân tộc Việt. Một cây cầu hiện đại duyên dáng theo kiến trúc Pháp,
và được người Việt Nam xây dựng tại Việt Nam, thì đây sẽ như là một cái văn bản bất thành văn của thắt chặt thêm cái tình hữu nghị quan hệ Pháp Việt ạ, và sẽ khiến phong phú thêm cái nền kiến trúc của Việt Nam này, vẻ đẹp về vật lý, vật chất cũng như là tâm hồn của người dân Việt Nam. Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ của bà. Và quý vị thân mến, trên đòi đây là những ý kiến đánh giá, những chia sẻ mà VTC Now nhận được trước thông tin về dự án xây dựng cầu Trần Hưng Đạo, cây cầu BOT đầu tiên bắc qua sông Hồng của Hà Nội. Và chúng tôi sẽ còn tiếp tục liên hệ với những cơ quan chức năng của thành phố, cũng như với phía chủ đầu tư là Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Giao thông Vận tải Teddy để có thể đưa ra những ý kiến đa chiều và khách quan nhất tới cho quý vị trong những bản tin tiếp theo của VTC Now. Còn bây giờ, cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.